tại thì mấy anh em mình đang đi vô cái rừng sầu riêng của nhà kỳ nha. Đây, cho anh em coi sầu riêng này. Đó, cây sầu riêng này. Đó, cây sầu riêng này, cây này còn nhỏ. Mai mốt có lớn lên là trái bự bự không á. Rộng dữ ta. Rộng lắm anh em à. Bao la luôn. Sầu riêng này mai mốt thu hoạch là hút bạc anh em. Không đơn giản đâu. Tiền không á. Rộng ghê kì. Thùng mà thùng tứ chứa nước đây, chứa nước đây, tứ ca đây. Khai khai có gì đó cho tao coi coi. Nay là mình chỉ đi quay lại mấy cái cảnh tự nhiên này cho anh em coi thôi nha. Chứ không có âm thực gì trong video này. Cắt gì từ từ. Đi. Cắt gì vậy? Tỉa cây à. Long. Chờ đây mày. Chờ đây nè. Đây đây là kỳ thấy ngày ngày vậy thôi chứ đại gia sầu riêng chủ mấy mẫu trên đây không anh em nhớ đâu à, kỳ đây tỉa đó chị ạ. Cây này cao quá, cây này thấy lớn nhất. Ủa đó là cái gì kỳ, mình đang trồng cái để nó ấy mà sao mẹ để ra một lượt luôn nhá. Ủa nó ra là mình phải cắt chứ à, bỏ gì ra một lượt thôi, nó thấy được cái té nó anh đó. Thấy cái té nhỏ hơn cái này. Được trái sầu riêng đúng không? Đây là cái trái sầu riêng này nè, cái bông chứ nhầm. Cây này bự ta. Này có một cây bự à. Cây này bự đây. Còn mấy cây đây nó còn nhỏ quá. Cây này mình vẫn chưa có trái nữa kìa. Lớn rồi ta, thấy lớn kìa. Đẹp không? Cây này lớn à. Cây này lớn rồi. Rừng núi này nè. Nam à. Rừng núi nhiều lắm. Rông nước lớn nha. Giờ nó xảy dưới đất à. Giữ cần. Cái này là nó bị xì mũ nha anh em. Phải chữa trị với nó. Giống như mình bị chảy máu phải băng lại á. Thằng này đi hút không? Đục nó rồi đúng không? Đó, đục chảy luôn á. Này, đục cái lỗ này nè. Tí nó chiếc keo 502 vô cho nó. Cận cảnh cái cây sầu riêng thôi nha. Đó. Sầu riêng này. Khoảng mấy tháng nữa là thu hoạch. Có trái được. Hết mùa mưa bắt đầu vô làm bông. Hết mùa mưa bắt đầu vô làm bông là bắt đầu có trái nha anh em. Anh em nào ăn ngăn sầu riêng rồi thì cứ liên hệ cho miễn phí luôn. Cứ hàng ngày nào cũng lên đây đi kiểm tra này gì chứ không sẽ chết thôi à. Ốc xay luôn rồi, có mấy ốc xay này. Ồ, mấy ốc này mới cứng luôn. Ốc cứng luôn sao mấy ốc này
Để không? Mình giấu tí thôi, đem thuốc bao nhiêu đó. Thuốc mà nãy mày có đem thuốc đâu? Trong nhà kia có, trong vườn kia, đám vườn kia có. À, chữa trị cho nó này, vết thương nó này. Tiếp tục hành trình đi kiếm vết thương mới nữa. Hy vọng là không có vết thương nào nữa. Phải không? Cái đó là bị gì? Nứt do là mình phải... Lòng hướng dẫn viên đi. Anh mày nói chuyện đi Long. Hướng dẫn viên. Bảo ừ mà anh em đi theo nè. Đây là rài nó bị ăn hết nha anh em. Đâu đâu. Đây rài là nó ăn hết nè, nên lo nó khô ấy nha. Này là nó bị rài ăn này. Xịt thuốc lại. Xịt thuốc lại đúng không? Ừ. Rồi. Đúng như đúng rào chưa? Ừ. Không biết gì hết á. Vết thương mới nữa à? Hy vọng là không có vết thương mới nha anh em. Có tôi quay cho anh em coi. Tôi cũng mong có vết thương mới gì đó cũng được. Để tôi có cái tôi quay chứ. Tỉa lá nè. Này là đang đi tỉa lá. Công việc của đại gia Kỳ đây là chỉ sáng ra làm tô bún rồi xong rồi uống cà phê rung đùi xong rồi lên rẫy đồ đó, lên mấy cái hecta đây là đi ở tỉa cây thôi. Năm thu về vài tỷ thôi. Đại gia cầm đó anh em à, không phải đơn giản đâu. Thấy vậy chứ không thôi. Thấy vậy chứ không đơn giản đâu. Đó, nửa này nên em ơi. Rồi. Có một vết thương nữa rồi. Rồi, đây. Một vết thương nữa là hai cái rồi, hai cái vết thương rồi đó. Chảy mũ luôn nghe. Cứ chạy cho nó anh em à. Trứng là trứng mà nhìn nói chung nó đẻ hay sao? Vết thương. Mình phải chăm sóc nó kỹ lắm em à, tại vì cây đây là cây đẻ ra tiền mà. Phải chăm sóc nó thôi. Con nó như con á. Thỉnh thoảng nó muốn uống bia thì cũng phải mua cho nó vài lâu. Không chữa là cành lắc thôi. Ghê. Nó ăn lên đây không nè. Ờ. Nó không chữa là nó cái ổ nhỏ đúng không? Nhưng mà mình cho thuốc vô là nó bớt không? Đầu tiên là mình là ổ nhỏ thế này. Ờ. Nhưng mà mình không biết nó là nó lan từ đây nè. Nó lan là gì? Nó lan hết luôn cái cây luôn. Ừ. Có khi là hết luôn một nửa luôn. Là cái cây đó nó muốn nặng luôn, là nếu mà ai không được là cưa bỏ cái lúc này là nuôi chậu đi. À. Em để ý gần cái đó nó có mấy con oxy, cho anh bắt mấy con oxy dục đi. Bộ thuốc là tháng 2 tháng rồi. Nó bớt rồi. Liền ra liền. Rồi xong một vết thương thứ hai rồi nha anh em. Đi tiếp với vết thương thứ ba này. Đâu. À. Rồi, vết thương thứ 3 thì anh nè. Đó, thuốc rồi, sao thuốc rồi à? Thuốc, kì. Thuốc kì. Cái gì? Xuống cái nó xanh lại, xanh lát ra. Ừ, nó xanh xanh nha. Này, cái này là mai mốt nó sẽ ra trái này anh em nè. Bông nó xíu này. Quay. Này là chân chim. Chân chim là quay ra bông. Có cái bông này anh em nè, có cái bông nhỏ nhỏ này. Đó, cái bông á, cái bông này là mai mốt nó ra trái đúng không kì? Có bông sầu riêng nè. Ghê. 100 bây giờ là nó ra mấy chục trái lần anh em à. Đơn giản đâu, tiền không á. Nhỏ nhỏ thôi chứ. Mai mốt ra trái bự bự tiền không á. Còn bên đây là bưởi. Ê, bưởi đây. Ủa, đã không? Hãy trộm nha. Ê, Long. Coi có ai không? Hai cái đi. Con
thuốc không? Đây là bên đây là bưởi nha anh em, toàn bộ là bưởi không à. Đang nghiên cứu tính Dương Long làm bài trái bỏ không? Đâu đi, đi qua coi coi coi, mít chưa có mà. Đây, bưởi anh em, cái bưởi kìa. Đây hả? Đây bây giờ đi đi xuống kia anh em ơi. Di chuyển di chuyển. Ra đi xuống chỗ khác nữa nha nè. À, xe. Xe này đi là toàn là xe trên trên chiến không à. Đó. Nào, xe xe đẹp không? Đây, đây, xe đẹp không? Đó. Rồi, lên. Xe chạy ghê lắm anh em à. Còn một vườn nữa. Giờ đi qua thêm một vườn nữa nha anh em. Đưa cây cặp nhau. Rồi tạm thời mình tắt nha. Tí nó tới nơi là mình quay tiếp cho anh em coi. Địa điểm thứ hai rồi. Đây, xe chiến chiến rồi. Giờ vô cái địa điểm thứ hai này. Đây cái thuốc này coi, review luôn cái thuốc này. Thuốc này thuốc gì kỳ? Thuốc này là trị cái gì nãy à? Trị cái mấy cái lỗ hồi nãy nha anh em. Rồi vô vườn. Vô vườn. Đi Long. Cái nhà này của anh anh Kỳ. Nhà này của Kỳ nha. Xưa làm lò cho làm cho người ta ở đó. À. Người ta làm đẹp lắm, cảnh này đẹp lắm anh em. Yên tĩnh. Là anh lên làm à. Mà nó sướng. Anh em. Đi. Vào. Ủa bên đây là trồng cái gì? Bán sầu riêng luôn hả? Vô cái chỗ một mẫu nữa nè. Trên đây không có gì ngoài đất anh em à. Đó cái đây. Cho anh em coi thêm một lọ một chỗ nữa này. Đó, này mình nhà rồi. Làm lấy cái hũ kia anh có làm. Này thêm một cái nó bị nữa này. Phải điều chỉnh liền. Cây này còn nhỏ đúng không? Cái này 3 năm quá à. 3 năm. Sao có trồng có cái đào nữa này. Chưa trồng điều mà. À. Đi. Giờ mình tới mình quay cảnh cho anh em coi là chữa bệnh cây sầu riêng như thế nào nha. Chữa mấy cái lũa. Đây kỳ đang đi lấy thuốc rồi. Thuốc đó. Đó thuốc này nè. Chích vô à, tiếng chích vô cái lũa. Thuốc xanh lè không? Xanh dữ. Thuốc xanh lắm anh em à, có cục này nó vàng vàng thôi chứ còn thuốc nó xanh lắm. Đây là mấy cái nấm này, nấm. Nấm này ăn được không kỳ? Ăn nấm này là không sống nha anh em. Là cháy á. Còn cái thằng này thì đi theo rồi quơ tay đồ thế thôi chứ. Đó, tao phải còn cách cho chị này.
chữa bệnh cho nó. Đây, quay cận cảnh cho anh em coi cách chữa trị. Mình bôi lên là sao nó bớt y như cái dưới hả? Ừ. Ủa, chữa trị đó. Giống như quét sơ chứ thôi, đơn giản vậy. Lỡ là quét vậy là tí nó mưa chứ mà sao? Bị sao không? Không à. Dạy ra đây mà, chỉ lấy cái dùng cái cọ quét lên thôi. Còn ai không có cọ dùng cái tay cũng được nha. Còn còn mà không có tay luôn thì cứ lấy chân luôn mà đá lên cũng được. Đó, cách chữa trị đây. Ủa, quét gì nè. Trên lẹ không biết cái cắt gì đúng không? Ừ, dài là mấy ngày nó bớt. Nó bớt không? Rồi, một cây đã được chữa trị. Đâu, cánh gì đâu. 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 Ngồi đây quay. Quay cho anh em coi cái bông sầu riêng nha. Đây này. Ủa, cái đây cho mình làm đĩa à. Bỏ à. Đó, cái bông sầu riêng này anh em. Đó, bông sầu riêng đó. Riêng này. Ủa, riêng nha. Bứt luôn mà bỏ à. Cái này là cái gì? Bạn ở đây cũng mình sắp nghỉ sắp ra bông rồi đẹp nha. Cái này là nó ra thành trái. Đấy, này xả nhị nè, xả nhị nó xả nhị đây nè, xả nhị đây đó thế này à. Khi mà nó rớt mấy cái xả nhị ra cái trái này, chân đèn này, chân đèn, chân đèn à, chân đèn bắt đầu ra một trái ba lớn này, một đầu ba lớn nè. Ủa đấy. Xong bây giờ mình phải cắt đi à? Bỏ à? Vì... cắt bỏ đi anh em à? Cây còn tơ, nâu quá. Cây còn nâu quá nên cắt bỏ đi. Không biết ngay chỗ nhà nói vậy thôi chứ mình nói lại thôi. Cây này có bao chuẩn bị 5 thứ 3 rồi. Nè, bông hết rồi nè. Bông hết rồi ra trái à? Nè, con chim nè. À. Con chim nè. Ừ. À, con chim nè, cây này bị si. À. Si nó bắt đầu nó ép. Nó sung, nó yếu sức bắt đầu ra trái trái. Rồi. Ủa cho anh lẹt thấy mấy cái tớ nó luôn ấy. Là năm xa là nó không ra tớ mình luôn à. Vô quay lại cái cây. Vô quay cái cây cao su cho anh em coi. Đây, vô quay cái cây cao su. Đây, này là họ. Này, cây cao su này. Ồ, nó chảy xuống này nè. Ra cái mũ á. Người ta hứng nè, cái bát này. Bát cao su này. Này nó lấy rồi. Này người ta đã lấy rồi. Đó. Chạy nguyên cái rừng cao su luôn nè. Nguyên rừng cao su luôn. Xù không thấy không? Giàu lắm, dân đây giàu lắm. Ua. Giờ thằng Long có tới nó review cho anh em coi cái cái gì vậy? Cái mic à? Long review cái mic nha anh em. Rồi, mic đâu? Anh biết sao mà người ta nó đem nó trùm mấy cái đai là không? Để làm gì không? Không biết. Đơn giản mà. Trùm đâu? Mấy cái té đó mà. Cái mic nè anh em. Mấy cái mic nó trùm lưới lại này. Ừ. Sao nó lý do sao nó trùm vậy? Đây là mấy cái té nó đã trộn. À. Xong rồi là nó để cho mấy con ong với lợn ấy rồi đó. Nó khổ đục vô nó khổ là bị hư cái trớ. À. Là đây là những cái trớ nó đã trồng hết. Từ chừng lớn lên là nó biết chưa anh em. Nè, này người ta nó đâu có
người ta bịt lại để cho ong đồ nó khỏi khỏi phá cái trái nha. Nguyên rừng mít luôn đã nha. Mít không anh em, cái này là mít đâu này, lấp mấy cái trái nó bỏ. Ngày đêm về làm gì? Ừ. Làm gỏi được không? Mít vàng. Này tí đêm về làm gỏi mít em nha. Bỏ uống. Ê. Đêm về làm gỏi mít nha. Này chắc 50 kg rồi. Trải nghiệm mới biết được cây mít. Này là cây cà phê nha anh em. Cây cà phê này. Đây cần thu không? Cần thu. Sao biết, nhìn sao biết cần thu? Từ đỏ ra là nói chung cây này là gần gần thu rồi đó. Mấy cái này nó trái này. Trái quá trời này anh em thấy không? Cây cà phê này. Như vậy là thu rồi. Ủa cái này mình thu vậy bây giờ mình hái đi rồi mình bọc túi mang về. Nó đỏ vậy luôn rồi. Cái trái cà phê đây đi. Hả? Vậy là chín rồi à? Là hái được rồi gì? Vậy mình hái rồi mình về mình lấy gì mình xay ra? Phơi đó. Phơi nó khô à? Ờ, nó khô rồi. Này, mấy cái bị chết rồi. Mấy cái này nó không có chan. Vậy nó nhiều nhờ. Đây nó trồng vậy vui. Phải không? Rồi. Đây nó có hết chồi vậy nó thấy chồi tụi lu hết. Mấy cái này nó bị rất thấy. Này, như mấy cái cây này. Nếu mà mày hái cà phê là mày hái sao? Đứng cho nó là tuốt rồi. Nắm nhà này tuốt. Ờ. Tuốt. Ở dưới đây là tựa bọt thấy. Còn mấy cái đai này bây giờ là phải bọt. Chứ sao tôi coi mấy clip thấy mấy thằng nó chạy tấm bạc ở dưới. Thì đúng rồi, trời nó chạy dưới xong rồi nó đứng đứng ở giữa nó nhảy. Ờ. Mấy cái đai. Rớt xuống rồi. Mấy cái đai là bây giờ phải bứt bỏ hết này. Bứt bỏ hết nè. À. Đây, cà phê không anh em à. Toàn đây là cà phê không à. Đủ thứ lá cây hết. Nó tính rồi đập lùa mấy cái đai ra đây mà. Thế vậy cũng biết à, bỏ đây kìa. Ừ. Mày có biết điều là không biết thôi. Cây này cái gì? Cây dâu phải không? Ừ, cây dâu. Cái này cây dâu nha anh em. Ừ. Nhưng mà cây này là chưa có trái hết. Đây là vườn này là mới trồng. Vườn dâu. Cảnh đẹp không nè. Cảnh đúng đẹp luôn à. Ô, núi rừng đúng đẹp luôn. Xong rồi con ngựa chiến ra rồi đó. Thôi giờ anh em mình đi về trên đường đi, có gì đẹp mình sẽ quay lại cho anh em coi. Con ngựa này chiến ghê lắm anh em ạ. Đây ba luôn này, bây giờ ba thằng lên chiếc này chạy từ cái máy cha. Ba anh em cho một tiếng xe tăng. Review cái cầu cho anh em coi này, cầu là cầu gì kỳ? Cầu treo nha. Mai cho vui. Sông nước này. Có mấy nó nhỏ kìa, mấy nó nhỏ kìa, nó nhảy xuống nó tắm rồi. Đó, đi tới tao quay cái này. Đi kì. Đi đây. Không đem đi giùm nội. Sợ lắm. Tới quay mấy nó nhỏ kìa, nó tắm cho anh em coi nè. Mấy đứa trời nhân tộc á. Ồ, nó nhảy ghê ấy. Ghê trời. Bây giờ đứng rồi nó nhảy xuống đây nè. Wow. Cái đĩa không? Nó nhảy ghê không ơi.
nhảy đây. Nãy nó đứng lên cầu, cầu đang nhảy xuống này. Không có thằng lên nhảy ra. Kì, thằng Long nhảy xuống đây Long. Ủa? Mà sao nó nhảy rồi mất tính đâu luôn rồi. Ghê thiệt á. Thôi nó mò bên kia, nó mò bên kia. Mà sao đứng trên cầu này nhảy xuống kia lắm anh em. Mày nó nhảy không? Thằng nó nhảy hả? Mày nhảy đi. Đừng quay mày có coi. Đấy tới đây. Đây là giờ máy thịt. Ghê gớm lắm rồi. Không có đường xuống cả. Không có đường xuống không? Đường kia đâu có xuống không? Ê, lên nhảy hả? Về quá anh em ơi, nó nhảy từ cầu em nhảy xuống à. Mày ghê thì cái chứ. Nước chảy vậy mà nó dám nhảy xuống nó bơi kinh điển luôn á. Dân chơi. Tại dân chơi không anh em. Ủa, tại dân chơi không à? Đứng lên cầu bơi kìa, bơi giỏi nha. Bơi giỏi đúng không? Kỳ tưởng gì với nó. Kỳ lâu tưởng gì mấy anh này. Nước chảy ghê rồi, nó dám chảy ghê. Ừ, sợ quá. Thôi tới gì chụp hình cái đi. Mấy anh này dân tộc anh đi tập trận ghê quá. Cái này mà quay hết nó đánh điện thoại xuống đây xong luôn. Đi không muốn sợ đâu. Từ từ cứ từ lên cá rồi em ơi. Từ từ cho con cá coi.